Ok, chào cả anh em nha. Thì hôm nay tranh thủ lên cho anh em cái bãi của anh Hai Lúa ha. Anh Hai Lúa mới về mấy con động cơ thì lên luôn cho anh em ha. Giờ cho anh em coi tổng quan hết luôn ha. Coi ngoài đây rồi chạy vô trong. Giờ điểm mặt thân con đi. Rồi sau đó mình chạy vô trong rồi đảo ra ngoài cái nữa là đủ một vòng ha. Rồi, coi xương xương con này nè, thấy không? Nó rất là ok luôn. 3TN68 15HB. Rồi, có nhu cầu cứ việc liên hệ ha. Tua 26. Con này là con Kawatu gì đó, Toyota gì đó ha. Giờ nó mất tiêu cái tem mà. Đó. Con này là cái con 3TN74. Nói chung là đẹp, mấy con đẹp đẹp không à, cho nên là anh em yên tâm đi, hén xài là bao ngon luôn. Kia là mấy con máy xăng của Hàn Quốc ha. Mấy con này là có Puri, có IC là nghe xài xăng nghe, thí dụ mày không biết xài dầu tới thời xăng nghe. Nè, Kubota Kawatu này, nó đoạn Kubota Kawatu. Mấy con này đời cao xài ngon lắm nghe. Rồi hết dầu thì xài dầu, máy xăng thì nhỏ xác thôi, hết dầu thì xài dầu thì rất là ok luôn nghe. Đó. Rồi. Có tem có mạc luôn. 3TN63 TN63 ha. Nói chung là đẹp không là liền bạc, rất là ngon gì đó. Đây là con Toyota. Đây là con 3TN63 3TN68 3TN68 ha. Đó, thần 63, 68, 72 thiên hệ nha. Ngoài ra còn mấy cái con máy phát điện Yanma nè, nó còn ok ha. Mấy con này thì còn gọn thôi, dưới 20 là có 1 con ha. Đó, thì đang cứ việc liên hệ. Con này là khá là bự nè, thấy không? Máy 3, còn máy 4, có máy 4 luôn nha. Đây, con 3. Nói chung mà anh em cần con nào anh em cứ liên hệ con đó thôi, chứ giờ không biết anh em đứa chỗ nào mà gãi nữa. Người cần 63, người 68, người cần D1105, người thì cần máy nhỏ xíu, hai máy. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu thôi, chứ không biết sao nữa. Nè, 3TN82 nè, mỗi người hiểu, cho nên cần loại nào cứ việc liên hệ ha. Hết 4 máy thì có 4 máy đây, có 3 máy thì có 3 máy bên kia. Đó, thì vậy thôi. Máy đỏ đỏ đây. Còn con máy này là con... máy gì anh hai? 4D84 đề xe đào Komatsu. 4D84 xe đào nè. Máy này quá đẹp luôn em. Mặt cọc nào càng cái là đẹp canh sà banh luôn. Đó. Em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ con này nha. Rồi tới bên trong đây thì còn mấy con nữa nè. Đây. Con này mới về á. Nè, 3TN66 nè. Đó. 66, 68 xác nhỏ, cần xác nhỏ hay liên hệ, bữa anh em tìm xác nhỏ hay có xác nhỏ ha. Rồi 63 cũng có ha. Đó. Kubota nè. Đó. Con này mấy TN đây để coi luôn cho anh em, để anh em dễ coi. Này 68 ha, bên tên là 68 nè. Mỏi mỏ quá. Đọc tắt đi 63 nè. 63 nè. Đó. Con này quá đẹp luôn ha. Rất là ok luôn. Ổn áp. Rồi, Isuki có Isuki, Kubota có Kubota. Còn 3TN có 3TN. 3TN máy đó thì anh em cứ việc lựa ha. Này 82. Đó. Con này là 78. Nói chung là anh em cứ việc liên hệ đi. Đó. Số điện thoại mình để trực tiếp trên phần mô tả hoặc trong phần tiêu đề á. Cái này Kubota nè. Con kia là cũng Kubota luôn, D1105 nè. Địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 4, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An nha. 3TN68. Đây, thấy không? Nói chung là rất là ok luôn. Anh em có nhu cầu gì liên hệ nha, máy đẹp không à. Nè, 3TN88 nè. Đó, mạc hơi mờ mờ thì cái nào coi được, coi nào không được thì anh em soi kỹ chút ha. 3TN72. Nói chung còn rất là ok, máy được không à. Có nhu cầu thì cứ việc liên hệ nha. Đó, coi hết rồi đó.
thấy con nào ưng thì cứ việc liên hệ. Máy về liên tục luôn, coi hết đợt này thì đợt sau nó về nữa, kiểu vậy á. Nè, ví dụ như con này D1105 bữa anh em nào kiếm nè, anh em cứ việc liên hệ ha. Rồi, cơ bản là vậy đó, anh em có nhu cầu cứ việc liên hệ thôi. Bây giờ coi tổng quan xương xương cái ha. Rồi, sau đó mình xin kết thúc video nha.